Nhìn nhận diện của một chiếc van cơ lai số thì nó sẽ có nhận diện tổng thể như thế này. Vẫn có màn hình LED, vẫn có những cái nút chỉnh và những cái volume. Cái volume này á, thiết kế này dành để cho chúng ta chọn một cái bit vào để chúng ta xoay. Còn mặt sau thì sẽ gồm có những cái cổng kết nối như thế này, những cổng cơ bản nha các bạn. Radio input, BGM, cổng aux. Đây là cổng ra, output. Nó sẽ cho chúng ta out ra được 3 đường: main left right, chẵn đỏ, center và cổng sub. Tiếp theo là hai cổng input của micro. Hai cái volume này là để chúng ta canh cái độ gain á, là cái tín hiệu đầu vào của cái micro. Đó, chúng ta tăng giảm trên này. Đây là những cổng Canon để out ra các cái thiết bị quá đại như là main hoặc là poly. Đây là cổng optical và cuối cùng là cổng nguồn. Van cơ lai số nó là một dòng van, gọi đúng là van tại vì cái tiếng echo của nó rất là khác so với những cái tiếng echo của dòng van cơ, và nó cũng không giống lại van số, và cái giải tầm equalizer của nó rất là ít điểm hơn so với van số. Nó không chỉnh được chi tiết rất chi tiết nhiều như là van số, nhưng mà nó cũng thân thân giống như vậy. Thì nó là van cơ tại vì nó có thiết kế cho mình những cái volume như thế này để chúng ta có thể chỉnh cơ được. Nó được gọi là van cơ. Còn lai số là nó dùng cái hiệu ứng reverb và hiệu ứng double echo, là hai giống echo chồng lên nhau và nó đi, nó không có dứt khoát như là cái tiếng echo của những dòng van cơ bình thường. Thì đó là gọi là van cơ lai số là vậy. Và cái phần số thì mình sẽ nói đến phần số của nó. Phần số là chúng ta sử dụng cái máy vi tính, chúng ta sử dụng phần mềm để tinh chỉnh sâu ở bên trong con này. Nó sẽ có một cái remote để chúng ta thay đổi những cấu hình và thay đổi những cái tín hiệu đầu vào chúng ta mong muốn.